một vài mớ rau con con. Một chỗ ngồi nhờ với cô bán trái cây bên cạnh. Đó là tất cả nguồn sống của bốn mẹ con chị Hồng, ngoài những giờ lượm ve chai, đi làm thuê, quốc mướn. Cuộc sống cứ thế đã 8 năm, kể từ ngày anh mất, chị một nách ba con dắt díu nhau lên ở nhờ trái nhà của người chị gái tốt bụng, kiêu mang. Đó cũng là chuỗi ngày mà Bích Hà, cô chị cả từ khi có thể làm việc, đã thành thạo mọi tất bật trong nhà, từ làm vườn, trồng trọt, rồi xoay qua mớ rau đi bán, lại lo cho hai em nhỏ. Hà dường như thấu hiểu mọi nỗi cơ cực của mẹ, và Hà cũng biết chỉ mình, chị cả trong nhà mới có thể đỡ đần được mẹ phần nào. Vì thế, cô bé Hà luôn cố gắng hết sức. Chào chị. Dạ vâng, em chào chị. Khi mà đến nhà trường thì Hoa Cúc Trắng cũng đã được nghe các thầy cô nói về cái hạnh kiểm học lực cũng như là một chút về hoàn cảnh của bé Hà. Vâng. Thì được biết rằng là khi bé Hà còn rất là nhỏ, thì là bé Hà thì đã mất cha. Dạ. Vậy thì trong suốt cái quãng thời gian qua thì chị đã chật vật như thế nào để có thể mà nuôi dưỡng ba em bé nhỏ? Dạ. Con thì nhỏ, chồng thì mất, trong bụng lại có một đứa con nữa nên cuộc sống khổ lúc đến nó bế tắc, không biết làm thế nào. Việc gì em cũng làm được, kể cả đi lau nhà, dọn nhà này nọ, nhiều lúc người ta thuê đi, vậy em vẫn đi để kiếm được tiền để cho các cháu đi học. Thế thì bây giờ cái việc mà mẹ làm thuê như vậy thì có đủ để cho bốn mẹ con đảm bảo cuộc sống hàng ngày không? Dạ, nhiều lúc thì cũng khó khăn lắm chị, tại vì bây giờ cái gì nó cũng đắt, kể cả đồ ăn, đồ uống, rau cỏ, gạo, nước nó cũng đắt đấy. Thế nên là nhiều lúc mình cũng cố gắng thôi, mẹ con thì ăn uống nó e dè lại một tí. Cái người đầu tiên mà sẽ phải thay mẹ gánh vác là ai trong nhà này? Dạ, cái đó thì chắc là chị cả. Nhưng mà bây giờ sao bé Hà nó lớn, cái việc gì cũng phải tới tay lo hết rồi. Thế nên lúc đấy thì chỉ sợ mẹ ông đau bệnh tật thì có bé Hà phải đứng ra lo cho mẹ, với lại lo cho các em thôi. Con thấy mẹ buồn nhất là khi nào? Khi mẹ khóc. Mẹ mệt, mẹ khóc. Thế khi đó thì con có giúp mẹ để cho mẹ đỡ mệt không? Hay con có cách nào để an ủi mẹ không? Con chia sẻ với mẹ. Con phải học giỏi, ngoan, làm việc ở nhà giúp đỡ mẹ. Con muốn là khi nào lớn lên con làm cô giáo thì con dạy các em nhỏ giống như con, phụ mẹ làm việc nhà giúp đỡ mẹ. Thầy giáo Mạnh, người thầy mang trong mình nỗi trăn trở cho cô học trò nghèo, vẫn đang tìm những phần học bổng, những chương trình từ thiện để cùng với nhà trường và địa phương làm sao để học trò không phải dừng bước học tập, cứ kéo dài mãi. Cũng giống như sự kéo dài những chuỗi ngày khốn khổ của bốn mẹ con. May thay, trong trái nhà nghèo mẹ con chị đang ở nhờ, một chút hy vọng, an ủi đang được dành cho mẹ con chị. Một mái nhà nhân đạo sẽ được dựng lên. Và với chị Hồng, một tia sáng quý báu duy nhất lóe lên trong cảnh mẹ hóa con côi cơ cực chính là sự ngoan ngoãn, hiếu thảo và khát khao học tập của Bích Hà, cô con gái mang theo bao gửi gắm tâm tư của chị. Bởi dù khốn khó thế nào trong suốt 8 năm qua, người mẹ ấy cũng chưa bao giờ gục ngã. Chị đã lao động cật lực chỉ để cô con gái nhỏ được tới trường. Vâng, xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh học sinh và các em học sinh thân mến. Chúng ta đang có mặt tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Đà Rờ San, huyện Nam Đông, và sẽ đến đây
với chương trình trao học bổng Hoa Cúc Trắng ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được nhiệt liệt chào đón tất cả mọi người ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, những tiếng ve sầu đã cất lên báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Và trong những ngày cuối cùng của năm học, Hoa Cúc Trắng rất vui được có mặt tại đây cùng với quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh. Và rất là nhiều những tấm lòng nhân ái gần xa đồng hành cùng chương trình để đến với trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Tà Rơ San, huyện Đam Rông để trao thêm một cơ hội đến trường vào năm học mới cho một đóa hoa cúc trắng mồ côi. Và sau đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ bông hoa cúc trắng của chương trình. Xin mời Bích Hà cùng lên sân khấu với cô nha. Vâng, xin được cảm ơn những tràng pháo tay vừa rồi của quý vị và của các em học sinh. Và chúng tôi tin rằng đó chính là những tràng pháo tay khích lệ và động viên để giúp cho em Hà có thêm niềm tin vào con đường phía trước. Với rất là nhiều yêu thương của những tấm lòng, những nhà đại hảo tâm đang cùng đồng hành với em. Vâng, kính thưa quý vị, và suất học bổng đầu tiên dành tặng đến Bích Hà ngày hôm nay là phần học bổng đến từ Quỹ học bổng Hoa Cúc Trắng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Phần học bổng trị giá 5 triệu đồng. Và với suất học bổng này, chúng tôi xin trân trọng kính mời chị Vân Hảo, đại diện của chương trình sẽ lên trao. Vâng, xin cảm ơn chị Vân Hảo. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay từ Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng của tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng có phần học bổng 500.000 đồng dành trao đến Bích Hà. Và với phần học bổng này, chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Minh Đức, đại diện tỉnh đoàn Lâm Đồng sẽ lên trao. Xin kính mời. Vâng, xin cảm ơn anh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Điện lực Đam Rông với phần học bổng 2.169.272 đồng. Đây là số tiền được trích từ chương trình tiết kiệm điện của Điện lực Lâm Đồng. Cứ mỗi kWh tiết kiệm được sẽ gửi trao 1 đồng đến chương trình Hoa Cúc Trắng. Xin mời ông sẽ lên trao phần học bổng này đến Bích Hà. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo là phần học bổng đến từ Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Phần học bổng trị giá 5 triệu đồng. Và với phần quà này, chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Bùi Công Thìn, đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng sẽ đại diện đơn vị lên trao. Vâng, xin cảm ơn anh. Về phía Công ty Nhôm Lâm Đồng, ngày hôm nay cũng có phần quà 2 triệu đồng gửi trao đến Bích Hà. Và với phần quà của Công ty Nhôm Lâm Đồng TKV, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Thái Viết Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện cho Công ty Nhôm sẽ lên trao đến Bích Hà. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin cảm ơn ông. Về phía Quỹ Bảo trợ Trẻ Em huyện Đam Rông, có phần quà 5 triệu đồng gửi trao đến em. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Liên Hót Tha Hai, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện sẽ lên trao. Và tiếp theo về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Rông, ngày hôm nay cũng có phần quà 1 triệu đồng gửi trao đến em. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ đại diện lên trao. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo là phần quà đến từ Phòng Nông nghiệp huyện Đam Rông, phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời ông Đoàn Xuân Hải, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Đam Rông sẽ đại diện lên trao. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo về phía huyện đoàn Đam Rông, ngày hôm nay cũng có phần quà 1 triệu đồng gửi trao đến Bích Hà. Chúng tôi xin kính mời chị Nguyễn Thị Nhung, Bí thư huyện đoàn Đam Rông sẽ lên trao. Và cùng với phần quà của huyện đoàn, cá nhân của chị Nguyễn Thị Nhung cũng có phần quà 300.000 đồng gửi trao đến Bích Hà. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ Hạt Kiểm Lâm huyện Đam Rông, phần quà 500.000 đồng. Xin trân trọng kính mời ông Trần Đình Quân, kiểm lâm viên đại diện cho Hạt Kiểm Lâm huyện sẽ lên trao. Về phía Tòa án Nhân dân huyện Đam Rông, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời ông Hoàng Rung Ca Nhân, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đam Rông sẽ lên trao. Xin kính mời. Cảm ơn, xin cảm ơn ông ạ.
Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ Trung tâm Y tế huyện Nam Rông, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, trưởng khoa nội nhi Trung tâm Y tế huyện sẽ lên trang. Tiếp theo xin được mời phần quà đến từ Trung tâm Nông nghiệp huyện Nam Rông, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời ông Bạch Tùng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện sẽ đại diện lên trao. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Tiếp theo, chúng tôi xin mời phần quà đến từ đội sản xuất số 1, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng, phần quà 500.000 đồng. Và xin được kính mời Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, đội trưởng đội sản xuất sẽ đại diện đơn vị lên trao. Vâng, xin được cảm ơn. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đức Cầm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đà Rờ San, sẽ đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Ban vận động quỹ vì người nghèo của xã, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Bích Hà. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo, về phía tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, hội cha mẹ học sinh, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, ngày hôm nay cũng có phần quà 1 triệu 500 ngàn đồng gửi trao đến em. Chúng tôi xin được kính mời thầy Nguyễn Văn Thảo, hiệu trưởng nhà trường, sẽ lên trao ạ. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ công đoàn trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phần quà 500 ngàn đồng. Xin được kính mời thầy Nguyễn Đình Yên, chủ tịch công đoàn nhà trường, sẽ lên trao. Vâng, xin được cảm ơn thầy. Về phía đoàn thanh niên trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong cũng có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời thầy Đinh Văn Tuyến sẽ đại diện cho đoàn thanh niên trường lên trao ạ. Xin được mời phần quà của thầy Đào Tiến Mạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A2 trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phần quà 300.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn thầy. Tiếp theo, về phía đoàn thanh niên xã Đà Rờ San, phần quà 500.000 đồng. Xin được mời anh Nguyễn Thế Anh, bí thư đoàn xã Đà Rờ San, sẽ lên trao. Vâng, xin được cảm ơn anh. Chúng tôi xin được mời phần quà đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Vượng 68, phần quà 2 triệu đồng. Và với phần quà này, xin được kính mời ông Nguyễn Tuấn Vượng, giám đốc của công ty, sẽ đại diện lên trao. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Về phía Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Rông, ngày hôm nay có phần quà 2 triệu đồng. Chúng tôi xin được kính mời Trung tá Hoàng Trọng Hiếu, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Rông, sẽ đại diện đơn vị lên trao. Và tiếp theo đây là phần quà của tập thể cô bác tiểu thương ở chợ Đà Rờ San, phần quà 200.000 đồng. Nhà xe Hương Nhường ở Đà Rờ San, 1 triệu đồng. Và nhà xe Thông Hương, 1 triệu đồng. Và với những phần quà này, chúng tôi xin được mời anh Nguyễn Văn Hải, cựu học sinh của trường Lê Hồng Phong, để đại diện lên trao. Vâng, xin cảm ơn anh. Về phía Hội Phụ nữ xã Đà Rờ San, phần quà 200.000 đồng. Xin được kính mời chị Siêu Hờ Binh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đà Rờ San, để đại diện lên trao. Vâng, xin cảm ơn chị. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Nam Rông, phần quà 1 triệu đồng. Và Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp huyện Nam Rông, phần quà 500.000 đồng. Xin được kính mời anh Phùng Văn Hà, bí thư chi đoàn của Ngân hàng Nông nghiệp huyện, sẽ đại diện lên trao. Về phía tập thể cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Đà Rờ San, cũng có phần quà 1 triệu 500.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời ông Thái Viết Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, sẽ đại diện lên trao ạ. Vâng, xin cảm ơn ông. Về phía Đảng ủy xã Đà Rờ San, hôm nay cũng có phần quà 1 triệu 500 ngàn đồng gửi trao đến em Bích Hà. Chúng tôi xin kính mời ông Đinh Thế Sử, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đà Rờ San, sẽ đại diện lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời bác Vũ Trọng Tuyên, bí thư chi bộ thôn Phi Có, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Bích Hà. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác. Về phía Hội Phụ nữ
thôn Phi Có ngày hôm nay có phần quà 200.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời chị Nguyễn Thị Thơm, Hội Phó Hội Phụ Nữ thôn Phi Có sẽ lên trao. Vâng, xin cảm ơn chị. Về phía trường tiểu học Lương Thế Vinh, huyện Đam Rông, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Bích Hà. Xin được kính mời thầy Phan Tất Đại, hiệu trưởng của nhà trường sẽ lên trao ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy. Tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện của Vinaphone Đam Rông là ông Trần Đức Thuận, giám đốc Vinaphone Đam Rông, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng gửi trao đến đội bông hoa cốt trắng của chương trình. Xin kính mời. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Về phía Bưu điện huyện Đam Rông, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời ông Trần Sơn Nam, giám đốc của Bưu điện Đam Rông lên trao. Vâng, xin được cảm ơn ông. Tiếp theo, xin được mời phần quà từ trường tiểu học Đạ Rờ San, phần quà 500.000 đồng. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy. Tiếp theo, chúng tôi xin được kính mời đại diện của trường trung học cơ sở Trần Phú với phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Bích Hà. Tiếp theo, xin được mời đại diện của Liên đội trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, em La Mã Hoài Nhi, liên đội trưởng của nhà trường sẽ đại diện cho các bạn học sinh gửi trao đến Bích Hà của chúng ta phần quà 4.720.000 đồng. Xin được mời phần quà đến từ Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Công cộng, phần quà 1.000.000 đồng. Và các cô chú ở Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Công cộng cũng có phần quà 850.000 đồng gửi trao đến Bích Hà. Xin được kính mời ông Đào Hùng Dũng, trưởng phòng tổng hợp sẽ đại diện lên trao. Vâng, xin cảm ơn anh. Xin được mời phần quà từ cửa hàng Lâm Viên Đam Rông, Tâm Hà, một phần quà và 1.000.000 đồng ạ. Xin được kính mời ông Nguyễn Bảo Duy, chủ của chuỗi cửa hàng này sẽ lên trao ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà từ phòng y tế huyện Đam Rông, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời ông Con Sơ Ha Thương, trưởng phòng y tế huyện sẽ đại diện lên trao ạ. Vâng, xin được cảm ơn ông. Xin được mời cô Đinh Thị Hương, chủ tịch công đoàn trường mầm non Đạ Rờ San, đại diện nhà trường với phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Bích Hà. Vâng, xin được cảm ơn cô. Về phía công an huyện Đam Rông, ngày hôm nay cũng có một phần quà và 500.000 đồng gửi trao đến em. Xin kính mời thượng tá Trương Nguyên Hồng, phó trưởng công an huyện Đam Rông sẽ lên trao. Về phía chi đoàn công an huyện Đam Rông, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời thượng sĩ Trần Anh Thành Lưu, ban chấp hành chi đoàn sẽ lên trao. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Tiếp theo là phần quà của chú Lê Minh Nam, công an huyện Đam Rông, 200.000 đồng. Chú Linh, đội quản lý hành chính, 200.000 đồng. Chú Lục Đức Cao, công an huyện, 100.000 đồng. Cô Vũ Thị Mỹ Linh, công an huyện, 100.000 đồng. Chú Trần Anh Thành Lưu, 200.000 đồng. Và với những phần quà này, xin được kính mời Trung úy Trần Bá Cường, công an huyện sẽ đại diện lên trao ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh. Tiếp theo, chúng tôi xin mời phần quà đến từ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện. Phần quà 1.000.000 đồng. Xin được kính mời bà Phạm Thị Ngũ, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện sẽ lên trao. Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Chúng tôi xin được mời phần quà của chị Nguyễn Thị Hoài ở thôn Liên Hương, xã Đạ Rờ San, phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Bích Hà. Xin mời chị sẽ lên trao ạ. Vâng, xin cảm ơn chị. Tiếp theo, xin được mời phần quà từ công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Trường Đạt, phần quà 1.000.000 đồng. Xin mời đại diện của công ty lên trao. Vâng, xin cảm ơn chị. Chúng tôi xin được mời phần quà từ chi bộ thôn Tân Tiến, xã Đạ Rờ San, phần quà 500.000 đồng. Và xin kính mời chị Trần Thị Luyến, bí thư chi bộ sẽ đại diện lên trao ạ. Cảm ơn chị. Tiếp theo, về phía Liên đoàn Lao động huyện, có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Cảnh Minh, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện sẽ lên trao. Vâng, xin cảm ơn ông.
Xin được kính mời đại diện của chi cục thi hành án dân sự huyện Đam Rông lên trao quà. Phần quà 500.000 đồng ạ. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Tiếp theo là phần quà đến từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đam Rông, phần quà 300.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn anh. Tiếp theo chúng tôi xin được mời phần quà của cô Đặng Thị Xoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Phú, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời cô Xoa. Tiếp theo là phần quà từ Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đam Rông, phần quà 1 triệu đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện sẽ lên trao. Vâng, cảm ơn chị. Xin được mời phần quà của bác Bảy Thành ở xã Đà Rờ San, phần quà 200.000 đồng. Xin kính mời bác lên trao ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác. Vâng, kính thưa quý vị, trên mỗi chặng đường hoa cúc trắng đi qua, chương trình và những bông hoa cúc trắng của chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của rất nhiều tập thể, doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị đóng chân trên địa bàn mà chương trình đã dừng chân. Và sau đây xin được công bố những phần quà này. Về phía Hội Cựu Chiến binh huyện Đam Rông 200.000 đồng, đại lý phân bón Nhật Huyền ở Đam Rông 500.000 đồng, nhà máy tôm Ngọc Hưng ở Đam Rông 500.000 đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đam Rông 300.000 đồng, tập thể trạm y tế xã Đà Rờ San 500.000 đồng, anh Du Ha Biên, phó bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng, nguyên bí thư huyện đoàn Đam Rông 300.000 đồng, phòng lao động thương binh xã hội huyện Đam Rông 500.000 đồng, văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Đam Rông 500.000 đồng, anh Hồ Minh Thám ở Đam Rông 1 triệu đồng, một cô ở xã Đà Rờ San 50.000 đồng, anh Trần Quang Đàn, công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng 200.000 đồng, cô Khanh ở thôn Tân Tiến xã Đà Rờ San 500.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Khánh Hải 65 200.000 đồng, hai cháu Ben và Bun ở Đam Rông 500.000 đồng, ban công an xã Đà Rờ San 300.000 đồng, anh Đinh Văn Học ở Đà Rờ San 200.000 đồng, cô Nguyễn Thị Lê, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong 100.000 đồng, cô Hồ Thị Hải, phó hiệu trưởng trường mầm non Đà Rờ San 200.000 đồng, em Đinh Nguyễn Thanh Vân lớp 6A1 trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong 200.000 đồng, Hội Nông dân huyện Đam Rông 300.000 đồng, shop quần áo Mimi 200.000 đồng, nhà xe Thắng Ngân 300.000 đồng, Bác Tuấn ở Phi Có 200.000 đồng, công ty Hoa Tiền ở Đà Rờ San 1 triệu đồng, câu lạc bộ tập gym ở Liên Hương Đà Rờ San Đam Rông 200.000 đồng, cửa hàng xăng dầu Rim Nga ở Krông Nô Lắc Đắk Lắk 500.000 đồng, đại lý Bắc Nga ở Đắk Măng Đà Rờ San 1 triệu đồng, bác Trần Thị Dâm Hùng ở Đắk Măng Đà Rờ San Đam Rông 100.000 đồng, cửa hàng nội thất Hiệu Hạnh ở Đà Rờ San 100.000 đồng. Cùng với những phần quà đã được trao đến tận tay của em Bích Hà trong sáng ngày hôm nay thì chương trình còn nhận được rất là nhiều sự gửi gắm của các nhà hảo tâm, các tấm lòng nhân ái xa gần trong và ngoài tỉnh cũng luôn dõi theo từng chặng đường của Hoa Cúc Trắng, và ngày hôm nay họ cũng gửi đến em những phần quà ý nghĩa như thế. Chúng tôi xin được tiếp tục công bố những phần quà này. Về phía Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng 1 triệu đồng, công ty Sổ số Kiến thiết Lâm Đồng 1 triệu đồng, anh Sinh Đá Granite ở đường 3 tháng 2 Đà Lạt 1 triệu đồng, gia đình anh Châu Karaoke Sắc Màu Cuộc Sống đường Hai Bà Trưng Đà Lạt 500.000 đồng, nhà may Hữu Dư ở 32 Hàng Thuyên 500.000 đồng, nhà thuốc Nhân Hòa ở chợ Đà Lạt 500.000 đồng, công ty cổ phần dược Ladofa Lâm Đồng 1 triệu đồng, em Minh Mẫn ở 7A Nguyễn Biểu Đà Lạt 400.000 đồng, cô Võ Thị Thu Thảo ở Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng 300.000 đồng, gia đình cô Cam ở chợ Đà Lạt 300.000 đồng, chị Thủy Tâm ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Thu bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Khánh ở khu B chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Lệ bán heo quay ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Hương bán thịt bò ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, quầy cơm Khánh Linh ở chợ Đà Lạt 300.000 đồng, bác Hiệp ở 52 Tràng Trình Đà Lạt 100.000 đồng, dì Thương ở đường Phan Đình Phùng Đà Lạt 200.000 đồng, anh Đoàn ban quản lý chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Kiều ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Chi ở đường Tràng Trình Đà Lạt 100.000 đồng, quầy trái cây Liên Bích chợ Đà Lạt 500.000 đồng, em Đàm Hải Đăng ở 33 Quang Trung Đà Lạt 100.000 đồng, ông bà Thân Dữ ở đường Lữ Gia Đà Lạt 100.000 đồng, quán Hoa Sữa ở đường Tăng Bạc Hổ Đà Lạt 400.000 đồng, em Nguyễn Đào Đức Nguyên lớp 3A trường Đoàn Thị Điểm Đà Lạt 200.000 đồng, giò chả Quốc Hương 200.000 đồng, cửa hàng điện máy Trần Trung ở đường 3 tháng 2 và khu Hòa Bình Đà Lạt 500.000 đồng, chị Lâm Ngọc Trầm ở quán cơm Đức Hoàng 500.000 đồng,
chị Trần Thị Lệ Thùy, quán Cu Đức Đà Lạt 400.000 đồng, chị Trần Thị Tiêu, khu quy hoạch Phan Đình Phùng 100.000 đồng, cô Tuyết bán chè ở chợ Bùi Thị Xuân 200.000 đồng, cô Nguyễn Thị Lộc ở 27 Bis Ngô Thụy Sĩ 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Xuân Yến ở Đà Lạt 100.000 đồng, cháu Hoàng Khải Minh ở Đà Lạt 100.000 đồng, anh Tư ở đường Hà Huy Tập Đà Lạt 100.000 đồng, anh chị Thi Cương ở chợ mới Đà Lạt 300.000 đồng, anh chị Trang Thiền ở chợ mới Đà Lạt 300.000 đồng, anh chị Nghi Đại ở chợ mới Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Cường Oanh ở chợ mới Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Tuấn Liễu ở khu A chợ Lầu Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Úc Sơn ở đường Lý Tự Trọng Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Thắng Diệu ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, cô gái bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Ngọc bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Thanh Thanh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Sen Thủy bán tôm ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Ánh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô bé Tài bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, hai bé Thanh Nhã Mai Cương ở 66 An Tôn Đà Lạt 100.000 đồng, hai bé Hồng Hạnh Hồng Đức ở 77 Mậu Tâm Đà Lạt 100.000 đồng, ba bé Louis Tony Harry bé Chip ở 40 Phan Bội Châu Đà Lạt 300.000 đồng, ba bé là Bảo My, Bảo Hân, Bảo Trân ở 17/9 Mai Hắc Đế Đà Lạt 200.000 đồng, cô Tí bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Nguyễn Thị Phương Thảo ở đường Vạn Hành Đà Lạt 300.000 đồng, cô Vũ Thị Ngọc ở Đà Lạt 100.000 đồng, chi hội từ thiện Ái Tâm 300.000 đồng, nhà xe lăn dâu 300.000 đồng, cô Thu ở phường 2 Đà Lạt 200.000 đồng, bà Ngô Thị Hòa ở 30 Võ Thị Sáu Đà Lạt 100.000 đồng, chị Lan Anh Nghĩa lò mứt dâu Toàn Thắng Đà Lạt 500.000 đồng, thượng tọa Thích Viên Thanh thiền viện Vạn Hạnh 1.000.000 đồng, chị Cúc ở nhà máy Cúc 500.000 đồng, anh Hồ Văn Võ Ngọc shop Smile đường Phan Đình Phùng 300.000 đồng, bà Trương Thị Châu ở 9A Hai Bà Trưng Đà Lạt 100.000 đồng, cô Nguyễn Thị Liêm ở 54 Phan Đình Phùng Đà Lạt 250.000 đồng, bà Nguyễn Thị Loan 51/2 đường Phan Đình Phùng 200.000 đồng, chú Tài An ở Bảo Lộc 300.000 đồng, chú Phước Đức ở Khe Sanh Đà Lạt 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Liễu 300.000 đồng, cà phê Gái Sang ở Bảo Thuận Chi Linh 500.000 đồng, ban tịnh độ Phật tử chùa Linh Sơn 500.000 đồng, nhà hàng Thảo Nguyên ở Đà Lạt 500.000 đồng, bà Võ Thị Hương ở Đà Lạt 200.000 đồng, một chị ở Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng, một anh ở Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng, em Trương Quang Hùng, cựu học sinh trường chuyên Thăng Long Đà Lạt 200.000 đồng, mì Quảng Hằng ở đường Trần Quý Cáp thành phố Đà Lạt 300.000 đồng, sách báo Minh Cúc ở chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng, quầy bánh kẹo Ninh ở chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng, chị Xuyên ở chợ Liên Nghĩa 200.000 đồng, chị Nguyệt Chi ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng, anh chị Huy Thoa ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng, chị Bích ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng, anh Trương ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, bà Lưu Thị Giỏi ở đường Cổ Loa Đà Lạt 200.000 đồng, nhóm giáo viên hưu trí trường Lam Sơn Đà Lạt 500.000 đồng, cô Phan Thị Châu ở Đà Lạt 1.000.000 đồng, bà Đặng Thị Tín ở Đà Lạt 200.000 đồng, anh Nguyễn Huỳnh Quốc Linh, Sacombank Lâm Đồng 200.000 đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tính đến lúc này thì số tiền trên 96.000.000 đồng đã được trao đến tận tay của em Trương Thị Bích Hà, học sinh lớp 6A2, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Đà Rà San, huyện Đam Rông. Một lần nữa chúng ta hãy chúc mừng cho Bích Hà đã nhận được rất là nhiều tình cảm và yêu thương của mọi người dành cho mình trong sáng ngày hôm nay. Thay mặt chương trình, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả quý vị, những tấm lòng nhân ái gần xa đã và luôn đồng hành với chương trình trong suốt những chặng đường mà chương trình đã đi qua để tiếp sức cho học trò nghèo. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tin tưởng rằng Bích Hà sẽ nỗ lực học tập hơn và sẽ còn đạt được nhiều kết quả học tập tốt hơn nữa trong thời gian tới. Chương trình trao học bổng Hoa Cúc Trắng ngày hôm nay do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với tỉnh đoàn Lâm Đồng đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.